là quý mà bạch đi ạ. Đối với gia đình vợ chồng quý mẹ Dạ cô ơi. Rồi ok, dạ rồi. Có phải trẻ tươi. Dạ rồi. Đây là cô hậu. Xin chào bạn. Ông Thanh ơi, mời ông vào đây. Dưới đó vậy. Dạ, ăn nhiệt tình luôn á. Tay nào, tay nào. Wow, yeah. Nè, mấy đứa, che mắt lại đi xíu. Che mắt lại, lấy hai tay che mắt lại. Hai tay che mắt lại vậy nè. Ok, rồi xong. Em bên anh ngày mình chung đôi.
she's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say. Cho nhau giấc mơ tuyệt vời, hãy cầm tay
Người đã đến bên anh một ngày, sưởi ấm anh qua đêm đông xa. Từ ánh mắt đời trao nhau, lòng em đã thầm yêu anh. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Em đã luôn nguyện cầu một người cha. Với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm rồi, anh đã sống những ngày đơn côi. Từ đây một vui sắt chia, hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần
Xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông U Chi Phu và bà Hứa Thị Nga là song thân của cô dâu. Đồng hành cùng họ nhà gái về phía họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Mai là thân mộc của chú rể cùng ông Nguyễn Định Hà là cậu của chú rể. Quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón hai bên gia đình của chúng ta. Còn bây giờ bằng tất cả những tình cảm yêu thương, xin mời tất cả quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để nâng bước đôi uy ương tiến lên lễ đài hạnh phúc. Bây giờ xin mời đại gia đình chào ra mắt và cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, được sự cho phép của gia đình ông bà, ông Chi Phu, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đã bớt chút thời gian quý báu đến đây để chúc mừng cho hạnh phúc trăm năm của cô dâu và chú rể. Chính sự hiện diện của tất cả quý vị trong giây phút này là niềm vinh dự rất to lớn cho gia đình của chúng tôi. Và thưa quý vị thân mến, cũng trong giờ phút đầy ý nghĩa này, cho phép chúng tôi xin được chúc cho hai họ từ nay cùng có dâu huyền để thảo và với những lời yêu thương để chắp cánh cho hai bạn bay cao trên bầu trời hạnh phúc. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tiến về phía trước để chung tay rót đầy tấp rượu hạnh phúc trong ngày vui hôm nay. Chi ngọt sẽ bùi qua nghi thức các. Chúc quý vị có
có một buổi tiệc thật vui và ngon miệng. Còn bây giờ xin mời hai bạn sẽ trở lại từng bàn tiệc để nhận sự yêu thương từ quý con khách. A flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Here, but my eyes will see all.